Cây dúi này thì tuổi đời hơn 200 năm rồi đây, đã có mặt tại ngay cái chợ hoa biên giới thành phố Hồng Ngự. Đó, chiều cao nó đâu có khoảng 8 mét à. Quá to luôn. Hoành nó thì khoảng hoành nó khoảng hơn 2 mét nha. Mỗi một chậu là khoảng bao nhiêu cây? Gần 40 cây. 40 cây mai con. Dạ. Uốn éo lên thành cái chậu lục bình, gọi là mai lục bình. Mà em có biết nguyên nhân sao nó chậm không? Thấy nhà người dân nào cũng trồng hết trơn á. À, có nghĩa là người dân nào cũng trồng mà đem ra đường bán luôn à. Ai cũng trồng hết trơn á, rồi đem ra đường bán, cho nên là giá cả năm nay nó thấp hơn mà bán chậm hơn nữa. Dạ. Quá đẹp. Em hỏi thêm là giá bông năm nay so với năm rồi thì nó có chênh lệch gì không chị? Có chênh lệch, năm nay dân mà thất thường quá không có tiền. Không có tiền hả? Cho nên bán thấp hơn, mà thậm chí bên kia nói là bán chậm hơn nữa phải không? Đúng rồi. À. Cây này là hoành 80. Hoành 80. Hoành 80 nó bán nhiêu tiền? Là mai 10 tỷ mai tàn bứng đất lên á. Ừ. Cây này bán nói chung ra 180 triệu. 180? Anh bán 1 triệu, nếu có mua liên hệ anh nha. À, xin chào mọi người, bây giờ là 12 giờ trưa ngày 28 Tết. À, nhật ký 365 mến chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, làm gì được nấy. Những ngày giáp Tết sắp tới, vạn sự bình an. Đó, thì hôm nay nhật ký 365 đang có mặt tại thành phố Hồng Ngự, một thành phố trẻ nằm sát biên giới đất nước bạn Campuchia. Và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi chợ, mình sẽ review cho các bạn xem cái chợ hoa biên giới thành phố Hồng Ngự, xem coi nó có cái gì khác so với những chợ hoa thông thường ở những nơi bạn đang ở nha. Thì bây giờ mình không có nói nhiều, không nói vòng vo nữa, mình mời các bạn đi khám phá cái chợ này thôi. À, trước khi tham quan cái chợ hoa xuân 2023 thì mình mời các bạn đi một vòng, chạy xe một vòng thành phố Hồng Ngự xung quanh cái chợ hoa, xem coi nó có đẹp không nha. Rồi let's go. Up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. À, đây là những cái chậu mai trưng ở ngoài đường luôn nha các bạn. Cây này thì cũng vừa nè. Cái mai này nhiêu anh? Triệu 3 hả? Triệu 3 là mình bán tại đây luôn hả? Này bán xong là khách trả về.
xong khách nó chở về, xe nó chở về không? À, tự chở về luôn ha. 1.3 triệu. Cái tàn cũng rất là đẹp nè, bông cũng nở rộ nè. Giá này thì so với năm rồi nó có cao thấp gì hơn không anh? Không, cũng bình dân vậy đó hả? À, này nguyên cái vàng này của anh không đó hả? À, chủ hả? Anh hôm mai này ở đây hay là ở Hồng Ngự Đồng Tháp mình hay là chỗ khác lại anh? Ờ, à, mai anh bán nè. Nhưng mà quê anh là ở đây hay là ở đâu? Ở thành phố Hồng Ngự luôn. À, ai mà muốn mua mai thì ví dụ như trong dịp Tết thì đến đây mua, nhưng mà sau Tết người ta muốn mua mai người ta chơi thì người ta liên hệ với anh ở đâu? Em Mừng Lớn, liên hệ em Mừng Lớn, trường em Mừng Lớn. À, Mừng Lớn là quê anh Hồng Ngự luôn. Dạ. Cây mai tự nhiên, mai tàn, quá khứ luôn. Cây mai này mà vài bữa nó chỗ cho mà thấy. Cây này là hoành 80. Hoành 80. Hoành 80 nó khoảng nhiêu tiền? Là mai nguyên thủy, mai tàn, bứng đất lên á. Cây này bán nói chung ra 180 triệu. 180? Dạ. 180 triệu, nếu có mua liên hệ anh nha. Dạ, dạ, hoành 80. Hoành 80. Dạ, tàn cao khoảng lên chảnh đâu 5.5-6 m. À, hoành 80, chiều cao thì khoảng 5.5-6 m, tán cây thì khoảng khoảng 5 m. Đặc biệt là cái gốc ha. Cái gốc dữ dằn luôn rồi nè. Mai vườn luôn. Cái hoành này là hoành 80 luôn nè. Dữ dằn luôn. Này đường nhánh đó nè. Ở đây có cây dúi, đây là cây dúi nè các bạn. Cây dúi này thì tuổi đời hơn 200 năm rồi đây. Đã có mặt tại ngay cái chợ hoa biên giới thành phố Hồng Ngự. Đó. Chiều cao nó đâu có khoảng 8 mét. Quá to luôn. Hoành nó thì khoảng khoảng hơn 2 mét nha. Thì chỗ anh chủ bán thì anh nói giá của cây dúi này thì đâu đó khoảng trên dưới 200 triệu. Và đây là toàn bộ cái khu vườn của ảnh. Khu vườn ảnh được trưng bày ngay mặt tiền đường đại lộ Nguyễn Tất Thành của thành phố Hồng Ngự luôn. Rất là khang trang, rất là hoành tráng luôn. Rất là đẹp luôn. Không biết cái cây này là ông anh chủ mình ở đây anh bán bao nhiêu đây? Hình như anh... À, ơi. Ủa, cây này cái gì anh? Cây này là cái lộc dừng đó này. Lộc dừng. Cây này là cái nguồn gốc nó đâu anh? Đây đây là gốc Long Khánh Hồng Ngự. Em ở Long Khánh Hồng Ngự, quê Hồng Ngự. Ủa, ở Hồng Ngự mình luôn hả? Đây, cây này bây giờ anh bán giá nhiêu ạ? Hiện tại là ngay thành phố Hồng Ngự. À, cây này là khoảng 35 triệu. Là mang về tới nhà luôn không anh? Không, cây em bán tại chỗ. À, còn phải chuyên chở về tới nhà nữa hả? Chở tới nhà thì cái đó mình hợp đồng tính sau ha anh em. Cái gốc to ghê luôn. Cái này khoảng nhiêu năm mà anh? Cây này tuổi đời khoảng 35 năm. 35 năm bán 35 triệu luôn. Em sửa tạo tác này là khoảng 6 năm. 6 năm. Tạo được cái phong nó là khoảng 6 năm. Kia bằng cây dáng bài chữ lắc ha. Ồ, có bông luôn nè. À, đúng rồi, lọc bông. Ủa, em quan sát thì cái chỗ cái khu anh trưng bày thì có rất là nhiều cây nè, bên đây cũng cây lộc vừng đó vậy nè, phải không? Cây này mà sao nó còn lá, cây này mình tuốt lá hả? À, cây này tuốt lá mình lấy lọc. Tuốt lá lấy lọc phải không? Một cây có lá, một cây lấy lọc. Xa xa đằng kia thì thấy cũng còn rất là nhiều cây. Nó bạn nào có muốn mà ví dụ như đi chơi Tết mà muốn đến đây mua luôn cũng được, hoặc là qua Tết cũng có thể đến cái chỗ anh mua luôn được, đúng không? Đúng rồi, em ở Long Khánh khác bên à. À thì anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại mình để dưới phần mô tả của video nhé. Ôi ôi nhìn nào, quá khứ luôn. Rồi mình mời quý khán giả xem tiếp nha. Đây là một cái vườn hoa cúc nè các bạn. Trông rất là đẹp luôn. Đó. Đây là loại dừa. Đó, ở đây thì mình quan sát mình thấy có những cái chậu rất là to. Này, những cái chậu này rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đó. Và đây là bông hoa nhãn thọ. À, mình hỏi giá xem coi nó có khác biệt gì không nha. Cái này cặp nhiêu em? Cái này cặp 120 nhưng mà bán nó hả chị?
120 hả? Bán mà 100. Cái này nó mấy cây? Nó đều ra cái tàn nó ba. Ba cây phải không? Ba cây mà cái bông nó nở quá đẹp luôn. Nè, bông gì mà chơi vậy hả? Giá này thì so với năm rồi nó có cao thấp gì không em? Thấp hơn năm rồi hả? Thấp hơn năm rồi. Thấp hơn là 200 năm rồi á. À, vậy. Vậy là năm nay là cái giá thấp hơn mà bán chậm hơn nữa. Chậm hơn. Mà em có biết nguyên nhân sao nó chậm không? Thấy nhà người dân nào cũng trồng hết trơn á. À, có nghĩa là người dân nào cũng trồng mà đem cái đường bán luôn rồi. Ai cũng trồng hết trơn á, rồi đem cái đường bán cho nên là giá cả năm nay nó thấp hơn mà bán chậm hơn nữa. Cái cúc bự bên đó là của em luôn hay vậy? Không, cái cúc bự đó của người ta. À, của bên kia hả? Còn của em thì nó à, vậy đó hả? Chị, cái chậu cúc này của chị hả? Cái này mình bán cặp nhiêu ạ? Dạ, 1.8 triệu. Một cặp 1.8 triệu, như vậy là một chậu tương đương với khoảng 900 hả? Cái này là loại đại phải không? Em thấy trong kia có loại nhỏ đó phải không? Dạ, loại này loại nhì, có loại đại nó tới 4 triệu cặp thôi. À, cái này loại nhì. Ví dụ như giờ khách người ta mua là mình chuyển người tới nhà hay là người ta tự chở về? Tự chở. Trời ơi, một chậu giờ là 900 ngàn ha. Dạ. Quá đẹp. Dạ, như trong đó em thấy cái loại nhỏ nhỏ hơn là nhiêu? Chậu 200. Chậu 200. Một cặp là 400. Quá đẹp. Em hỏi thêm là giá bông năm nay so với năm rồi thì nó có chênh lệch gì em chị? Có chênh lệch, năm nay dân mà khách thường quá không có tiền. Không có tiền hả? Cho nên bán thấp hơn và thậm chí bên kia nói là bán chậm hơn nữa phải không? Đúng rồi. À. Những cái chậu mai được cái cô này cổ thiết kế, cổ uốn éo làm sao mà nhìn quá trời đẹp luôn. Ủa cái hoa này gọi là hoa gì chị? Hoa lục bình anh. Hoa lục bình mà được làm từ những cây mai. Cây mai con á. Ồ, mỗi một chậu là khoảng bao nhiêu cây? Gần 40 cây. 40 cây mai con. Dạ. Uốn éo lên thành cái chậu lục bình gọi là mai lục bình. À, chị bán cặp hay là chị bán một cái? Dạ, một cặp vậy là 1.5 triệu anh. Cặp 1.5 triệu rồi giờ ví dụ như mua về trồng lên thì nó sao, nó ngày nó bự bự ra làm nó sao bự chị? Rồi nó ra lá vậy nè, anh có thích chơi lá thì để nguyên lá, còn không thích chơi lá thì lặt ra trụ lũi. Nhưng mà ý em nói vài bữa nó bự nó bành kia rồi nó khích gịch nhau sao? Nó chỉ ra lá thôi, nó chỉ ra lá vậy thôi, nó đi theo cái khuôn rồi, nó đi theo cái khuôn rồi. Rồi cái cây nó có nở bự không? Không, không nở bự, nó bự cái cọng này thôi. Ờ, nó nở cái cọng. Nó theo cái khuôn ở trong, cái cọng nó vẫn lớn ra. À, quá đẹp phải không? Dạ. Mai này cái giống mai nó là mai gì chị? Dạ, mai con nó lớn lên. Nhưng mà cái giống mai á? Dạ, mai năm cánh. Mai năm cánh á, cái này mà bữa nay mà nó nở nữa cái biết đã luôn ha. Dạ. Ừ. Đây nè, cây của nó nè. Năm cánh nè. Của nó năm luôn cánh đó. Luôn. Dạ, cái bông nguyên thủy của nó luôn đó. Dạ, nguyên thủy của nó nè, nó nở hai ba bông rồi. Ừ. Một gừng bông nhãn thọ luôn. Ôi, mấy cái chậu này đẹp quá. Cái chậu này mấy cây anh? 5 cây anh. 5 cây hả? Cặp gì anh bán nhiêu ạ? 150. 5 cây mà cặp 150. Ô, đẹp quá, dễ dùng quá bà con. À, một cặp 150 nha, một cặp có 3-4 cây luôn, rất là to, rất là đẹp. À, cũng vậy không đó hả? Ông lên đài cho bà luôn. Đợi đây có ai thấy mặt đâu thì nói còn 2 ngày nữa hết. Cặp nhiêu em? 60. Cặp 60 hả? À, cũng dễ xài nè, giá cũng bình dân nè. Đẹp đó em. Luôn. Bự cũng 60 luôn hả? Rồi lấy lên đi. Nhưng mà bây giờ có giảm giá cho hai em đó không? Không, thiệt bán. Thiệt bán hả? Ừ, còn cái thợ kia bán 60 luôn. Một cặp 60. À. Vậy là một chậu 30. À. Quá đẹp luôn, cái này là thợ mai, cái bông nó giống bông mai đúng không? À. Thợ nào cũng 60 cặp. Đây là một cái cặp hoa cúc rất là đẹp. Em trai nó bán mỗi một cây 200, cặp này 400. Bao đẹp luôn, chơi qua Tết luôn. À, mấy cái chậu ảnh này giá bán sao em trai? Cây 140. À, mua tại đây cho tự trả về ha. Cây thì cũng không bự lắm, không to lắm, cũng vừa vừa. Trái rất là nhiều, sum xuê luôn.
Dạ 350 anh. Cặp cái này này với bên đây gì là 350 hả? Dạ. Cái bắp nhưng mà cái lá nó đẹp. Nói chung giá cũng bình dân thấy không? Dạ. Mời món nó nở đẹp. Dạ để bên nào nó nhanh lắm chị. Ồ, đây là những cái chậu hoa vô làm sẵn vậy đó hả? Dạ đúng rồi anh. Vậy là chỉ cần mua về là treo lên thôi. Dạ dạ. Cái này bán cặp nhiêu? Dạ này cặp 120 anh. À nói chung cũng bình dân hữu nghị ha. Dạ. Như cái này mình về mình treo gì nó nở hoài tới qua Tết luôn không? Dạ, nó nở hoài anh, tại vì một cái này nó tàn á, là cái nhỏ nó lên nè anh nè. Anh quay cận cảnh rồi. À, dạ. Có nghĩa là khi mà nó tàn rồi xong là cái nhỏ nó lên. Dạ mở bông nhỏ nó lâu tàn lắm anh ơi. Dạ. Có tứ chứ. Nè, chọn cái lỗ tứ. Quá im mà đầy đủ luôn, đầy đủ các loại hoa làm sẵn luôn. Vô chậu sẵn cho các bạn đem về là các bạn treo thôi. Ừ, đây là nguyên cái shop hoa mà người ta vô chậu sẵn luôn nè, các bạn chỉ cần mua về ha. Mua về là treo lên luôn cái là đẹp cực kỳ luôn. Giá cả thì rất là hữu nghị bình dân luôn. À. Ngay cái shop Lenu. Lô 130 nhanh chăng luôn, quá đẹp luôn. Vô sẵn hết luôn. Ôi ôi nè. Thích cái nào là chỉ cần xách về thôi. Thích cái nào là xách về thôi phải không? Quá đẹp. Rồi mời quý khán giả tham quan cái khu bán cây tắc. Bữa nãy thì những cây mini thôi, bây giờ là những cây to nè. Những chậu to, những chậu gốc bự, có hai cái chậu rất là to, rất là đẹp luôn. Ôi ôi nè. Bạnh bạnh không à? Ôi ôi. Này như vậy nè, mấy cây này là cây bao nhiêu tiền hả? Anh lựa cây lớn hay cây nhỏ? Không, ví dụ như khoảng cây này, cây này là bao nhiêu? 1.2 triệu hả? Dạ. Thì giá dao động nó khoảng từ 1.2 triệu tới 2 triệu hả chị? Dạ. Nguyên hai bên luôn? Dạ. Ồ, quá khứ luôn. Cẩm thạch tím tuyết. Cái này là hoa giấy cẩm thạch. Hoa giấy cẩm thạch tím tuyết. Còn bên kia? Còn bên kia là trắng tuyết và tím tuyết ghép chung một cái cây. À, chị ghép vô mà bên kia nó có đủ hoa luôn nè. Hai màu. Vừa trắng màu tuyết, trắng nè. Trắng tuyết và tím tuyết. Dữ dằn mà cái gốc như thế này mà chị trồng mới có 2 năm. Cầu mình 10 năm á mà. Dữ dằn luôn gốc. Tại vì em mua cái bộ gốc về mới ghép vô. À cái gốc của nó là trên, là trên nữa. Cái nhật nữa nè. Nè, đủ loại luôn, cái cây đó mới nhiều rồi, nhiều đủ sắc, loại luôn. Ngũ sắc luôn. À. Cái cây đó thì chắc cũng vài năm hả chị? Cây đó là nhiều năm lắm. Anh vô dài chứ. Ngay chỗ cái shop Phương Kiều đối diện với nhà thuốc Ngọc Sang. Quá đẹp. Thấy rồi. Sơ sơ gì là khán giả biết rồi đó. Nhanh chân lên nghe, còn 2 ngày nữa, 29-30. Quá đẹp luôn, cái shop hoa giấy này quá đẹp luôn. Nhìn là ghiền. Rồi, mình mời các bạn ghé thêm một cái shop bán hoa mai nữa nè. À, cái shop này thì nó đặc biệt tí là họ vô những cái chậu rất là đẹp. Rất là đơn giản luôn. Nó vô chậu đẹp đẹp không? Không biết giá cả là sao mà mình đi vô thẳng vô mình hỏi anh em mình coi giá nó có rẻ không, không mua chậu về chân Tết. Ô bên đây cũng hoa giấy nữa nè. Em thấy mấy cái chậu hoa mai nhỏ nhỏ trước chưa, là chậu nhiêu anh? Trăm chứ hả, mà mấy cái chậu tròn tròn đó trăm rưỡi hả? 200 đủ loại luôn hả em, đẹp quá trời luôn. Nậu cái chậu không hết 50 rồi. Ừ. Ồ, hoa mai này là mai của vườn nhà mình hay là mình điếm lại anh? Mai của nhà vườn. Của vườn mình luôn hả? Quá im luôn, quá đẹp luôn nè. Năm nay so với mấy năm trước thì cái lượng bán là sao anh, nó nhanh nó chậm gì không? Năm nay ế quá à. Năm nay bà con không có tiền hay sao ế quá à. Ế quá không có tiền à. Chắc năm rồi bị dịch đấy không? Dịch. Năm nay nó còn dư âm lại.
Rồi, nhật ký 365 xin phép tạm dừng video tại đây. Một lần nữa mến chúc các bạn quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Các bạn xem video nhớ cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh để xem video mới nhất trong dịp Tết Nguyên Đán này. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả.